quá kinh khủng khi mà rất nhiều những vụ xả súng và tình hình an ninh súng đạn đang diễn ra ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, chỉ không riêng là Mỹ. Và còn ở tại khu vực Nam Bán Cầu thì rất là nhiều những cái nguy cơ liên quan đến các đường dây vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy. Giới chức Peru vào ngày 27 tháng 3 cho biết lực lượng chức năng nước này vừa thu giữ tới 2,3 tấn cocaine đang trên đường vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là tuyến vận tải biển thường xuyên được các tội phạm ma túy sử dụng trong thời gian gần đây. Cảnh sát cho biết lô hàng bị bắt giữ được giấu trong container và được đóng gói ngụy trang trông giống như những viên gạch lát sàn. Tổng trọng lượng số cocaine bị thu giữ là 2.310 kg với giá trên thị trường chợ đen vào khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Cảnh sát cũng cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện ma túy được vận chuyển từ cảng Peru với điểm đến cuối cùng là Thổ Nhĩ Kỳ. Thông thường các tội phạm ma túy hay cất giấu cocaine trong các cảng ở Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Pháp. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, Peru và Colombia là hai trong số những quốc gia trồng coca nhiều nhất và nguồn cung cấp cocaine lớn nhất thế giới.